Kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa 14 là kỳ họp quan trọng được cử tri cả nước đặc biệt quan tâm, theo dõi cũng như bày tỏ nhiều ý kiến đánh giá. Đặc biệt, bộ máy nhân sự mới được cử tri cả nước quan tâm và kỳ vọng về một nhiệm kỳ chính phủ tích cực đổi mới, cải cách mạnh mẽ và quyết liệt. Cử tri và nhân dân đánh giá cao sự linh hoạt, sáng tạo, có nhiều đổi mới nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả trong hoạt động của Quốc hội, đặc biệt là sự chặt chẽ trong việc tiến hành quy trình nhân sự chủ chốt của nhà nước. Đối với kỳ họp Quốc hội khóa 11 này, thì tôi thấy các đại biểu nghiêm túc cho đến phút chót mà rất nhiều những cái vấn đề quan trọng trong Quốc hội đã bàn và giải quyết. Mà tôi nghĩ là để chuẩn bị cho kỳ họp tới, cho nên là cái công tác nhân sự của cái kỳ họp Quốc hội lần này là chuẩn bị rất kỹ lưỡng và rất chu đáo. Đấy là một cái thành công rất lớn trong cái kỳ họp Quốc hội lần này. Bên cạnh đó, cử tri cũng khẳng định Quốc hội khóa 14 là nhiệm kỳ thành công với nhiều thành tựu và dấu ấn nổi bật. Quốc hội 14 là quốc hội thành công và đạt được là cái nhiệm kỳ mà hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Có những cái thành tựu và ấn tượng đặc biệt là ghi những dấu ấn đặc biệt. Cử tri gửi gắm niềm tin và kỳ vọng trong nhiệm kỳ tới, Quốc hội tiếp tục có những đổi mới cải tiến để hoạt động hiệu quả hơn. Là một cử tri, tôi tin tưởng. Trước hết là tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng. Sau đó là tin tưởng vào những cá nhân của những cái vị mà làm lãnh đạo đất nước trong cái giai đoạn hiện nay. Thì đấy là cái sự tin tưởng không riêng gì của tôi mà có lẽ của rất nhiều những cử tri xung quanh tôi đều đã phát biểu như vậy. Từ thành quả đạt được của nhiệm kỳ Quốc hội khóa 14, cử tri tin tưởng Quốc hội nhiệm kỳ mới sẽ tiếp tục phát huy kết quả đạt được, đổi mới mạnh mẽ và toàn diện hơn nữa.